Hello em, thì anh feedback cho em bài đen này nhé. Bài đen này ok đấy, anh thấy ổn đấy. Bài này anh sẽ gửi cho bên fanpage của anh để họ gì. Thì em cứ sửa đi nhá, sửa rồi gửi anh. Anh xem lại lần nữa, ok thì. Rồi, bây giờ như thế này. Bài này gần được rồi, bây giờ mình sẽ fit thêm một số cái nữa để cho nó tinh tế hơn. Nó có đường cong hơn và nó có trọng lượng hơn nhá. Đầu tiên là cái đoạn này. Đây này, cái đoạn này nếu mà em xem rep thì em sẽ thấy là cái tay của cô ấy bẻ xuống luôn này. Em không bẻ được á, anh biết là có thể là em bị giới hạn là vì nếu em bẻ xuống á thì đụng cái đầu, nhưng mà em cũng cố gắng xoay những cái ngón tay một chút thôi đó, để nó tạo thành cái đường cong, tại vì cái mấu chốt là cô ấy tạo thành cái đường cong như thế này, thấy không? Thì em nên xoay ngón tay một chút để tạo thành cái đường cong đó, vuốt qua đầu á, vuốt qua đầu thì nó sẽ đẹp hơn. Và những cái ngón tay thì ngón ngón bẻ ra, ngón bẻ ra vào này đó, nó sẽ đẹp hơn á, nó sẽ bớt đơn giản lại. Tức là sao, tức là về tổng thể thì em làm tốt rồi, nhưng mà ý là bây giờ mình sẽ thêm những cái tinh tế cho cái bài, mình tinh tế hơn á, thì em bẻ theo đường cong vậy, thì để đó thì cái tay nó sẽ đi lên và vuốt qua đầu theo một đường cong này, em nhìn này, vuốt qua đầu theo đường cong này, này em bẻ ngón tay xuống, nó sẽ vuốt qua đầu theo cái đường cong đấy, đây cũng vậy ha, vuốt qua đường cong rồi xuống. Rồi có những đoạn em làm nó bị giật kiểu khuỷu tay, do khuỷu tay bị căng ha. Đây đây, cái đoạn này tay cô không có căng nhé, em thấy chưa đó. Nhưng mà tay em bị căng này, vì nó căng cho nên nó bị giật này, giật này, giật này, thấy không? Nó giật cái khuỷu tay này, giật cái khuỷu tay xong nó giật lên này, đấy giật lên này đó, cho nên là em không được nắn cho nó cong thẳng như căng như vậy, đừng nắn căng này. Em nắn cho nó đúng giống như cô ấy đó ha, chạm vô cái mông, chống vô cái mông này, đúng như cô ấy làm đây cũng vậy, tay này cũng vậy ha. Không, tay này thì nó cong ra sau thì mình cũng không thấy, nhưng mà em phải nắn cho nó cong, tức là em đẩy cái em dùng tay IK đúng không, em đẩy cái tay IK này lên đó để cho nó trùng trùng cái khuỷu tay này á, tay phía sau cũng vậy nha, đẩy cho nó trùng đó, không để nó căng, để tí nữa khi nó trả về trạng thái này thì nó không bị giật, tại vì ngay từ đầu nó đã trùng trùng rồi, hiểu không đó. Thì những cái đoạn đầu mình phải để trùng trùng như vậy. À, ngay từ chỗ này em phải để trùng nha, ngay từ chỗ này này, vị trí chống này em phải chống nó lên cao lên một chút đó, để nó không bị căng đó. Rồi đoạn sau cũng vậy này, đoạn sau cũng có chỗ em bị giật khuỷu tay này, đây để anh xem. Đấy, đoạn này bị giật này, đấy cũng y chang thôi nè, đấy giật cái này, giật cái tay này này, này căng này, đang bị căng, em thấy không, nó đang căng này, xong nó giật một phát này, bụp một phát, thấy không? Đấy không được á, ngay từ đầu mình phải nắn nó trùng trùng đó, ngay từ đầu mình phải nắn nó trùng trùng, nắn nó trùng trùng á đó. Rồi tiếp theo là cái đoạn nhảy này, là đoạn nhảy lên đáp xuống là không được này, em quan sát cái cô này này, cô ấy nhảy lên nhé, cô ấy đáp xuống này, cái chân cô ấy đáp xuống sớm hơn hông, sau đó cái hông nhúng xuống một cái và bật lên, không, cái hông nó có nhịp xuống một cái, sau đó bật lên, bật lên, thấy chưa? Còn của em không hề có ha, của em không hề có cái nhúng, em nhìn của em này, của em không hề có cái nhúng, mà của em chỉ xuống thôi, em chỉ xuống tới đây thôi, từ trên xuống tới đây xong rồi giữ ở đấy xong đánh lên là sai ha. Sau khi đầu tiên ấy, việc đầu tiên là anh cần em cho chân tiếp đất sớm hơn. Ở frame 468 này chân phải này dính cứng xuống sàn á, ở frame 468 này chân phải cứng xuống sàn rồi. Sau đó ở frame 469 là cái chân này cứng xuống sàn, được chưa? 468 và 469 là hai chân này nó phải ổn định cứng dưới sàn, không không để nó pha từ 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 như này là không được nha, là sẽ làm cho cái bài mình nó bị không có trọng lượng, được chưa nào? À, cho chân tiếp xúc sớm hơn là thứ nhất. Thứ hai là sau khi chân tiếp xúc sớm hơn rồi thì ngay sau đó cái hông này dập xuống một phát thật mạnh cho anh, dập xuống thật sâu cho anh, xuống sâu tới đây này, xuống sâu tới đây ha. Sau đó thì đẩy cái hông bật lên thật mạnh, lúc mà đánh cái hông á, lúc mà đánh cái hông lên thì em đồng thời đẩy cái hông bật lên, đồng thời đẩy cái hông bật lên trong lúc nó đánh cái hông này qua bên này, giống như cái rep này, em thấy không này, nhà nhìn em nhìn người ta này, hông từ trên này đi xuống này, thấy chưa, sau đó đánh lên này, em thấy chưa, nó có xuống lên như vậy chứ đâu như em, được chưa, đấy fit như vậy nha. Đây cũng vậy này, sau khi hông này đẩy lên và đánh qua rồi thì ở đây nhá, em phải có một cái nhịp đi xuống này, đây em phải có nhịp đi xuống sâu hơn một chút nữa ha, sau đó đi lên cao hơn chút đánh qua ha. Thì thay vì nếu mà em đẩy cái hông này đi lên cao hơn thì phải cái chân này sẽ bị căng đúng không, thì nó không đẹp đúng không, thì thay vì như vậy thì cái đoạn này này em cho nó xuống sâu hơn, cho nó xuống sâu hơn ở chỗ này ha, và giữ nguyên độ cao ở kia đó, thì thế cũng được.
Đoạn này cũng vậy ha, thay vì em đẩy cho nên cao ấy, thì em cho đoạn này trùng xuống nhiều hơn, thì đoạn này em có thể để giữ độ cao này cũng được ha. Đấy, tương tự bên này cũng vậy nha. Rồi, các bên như này cũng vậy. Rồi, được rồi, ok rồi. Đoạn sau thấy ok rồi. Giây phút em gặp anh Đấy là một số cái chỗ mình cần phải fit nhá. À đây đoạn này nữa. Đây đoạn kéo cái chân này này. Đoạn kéo cái chân này ấy, em nên overlap cái bẻ cái bàn chân này ra để overlap nhiều hơn nhá, để nó tạo thành cái đường cong lên đẹp hơn. Đấy, để nó quét qua đẹp hơn á. Này giống như cái rep này, nhìn này. Đấy, nó quét này. Đấy, không thì em nên overlap cái chân thêm nữa. Rồi, đoạn sau này, ok rồi. Bạn này thì ok đi, cho qua thế nha. Đó, ok, sửa rồi gửi anh nhá, em cứ tranh thủ vừa làm vừa học, cũng không cần gấp đâu nha.